Xin chào mọi người, trong tập trước, Phương Hàn đã đột phá thần thông bí cảnh, qua đó sẵn sàng cho thi đấu Sơn Hà bảng. Tại Vạn La phòng, Diệp Nam Thiên giữ đúng lời hứa dẫn Thanh Vi đi gặp Vạn La đệ tử chân truyền của Vũ Hóa môn để xin pháp bảo. Vạn La sau đó tặng Thanh Vi một cây roi thượng phẩm linh khí. Ở tiền lầu Vũ Hóa môn, Kim Thạch Đài đang nhặt lá đá ông bơ thì Nguyên Kiếm không tìm đến. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi mượn Kim Thạch Đài pháp bảo, roi trước đó đã bị Phương Hàn lấy mất ngân xà kiếm. Thấy Kim Thạch Đài lưỡng lự thì Nguyên Kiếm không buông lời mật ngọt thuyết phục. Đặc biệt, Nguyên Kiếm không còn sẵn sàng mang Hoa Thiên Đồ ra nói xấu. Từng bị Hoa Thiên Đồ lợi dụng, hơn nữa Nguyên Kiếm không có thể nghe lời nên Kim Thạch Đài chấp nhận cho mượn pháp bảo. Phương Hàn vừa luyện hóa xong tinh đầu tụ pháp đan, hiện tại cậu đã có lực kéo 100 con ngựa. Cùng lúc đó, tiếng chuông triệu tập đệ tử nội môn của Vũ Hóa môn vang lên. Để che giấu thực lực, Diêm Trị Điểm Phương Hàn dùng đại pháp phong ấn. Ngoài ra, Phương Hàn cũng cho phép Tiểu Lâm đi cùng. Trên đường đến Sơn Hà Viện, các đệ tử liên tục bàn tán cuộc thi xếp hạng năm nay thiếu một số đệ tử top 10, nhưng phần thưởng lại rất phong phú khi trao thưởng nhiều linh khí thượng đẳng và đặc biệt là âm dương vạn thọ đàn. Nguyên Kiếm Không bắt gặp Tiểu Lâm thì lầm tưởng cô là Hồng Di. Diệp Nam Thiên sỉ nhục Phương Hàn cùng lời khiêu chiến gián tiếp gặp trên sân đấu. Phương Hàn quyết định nhẫn nhịn bởi nếu dùng thủ đoạn ở Vũ Hoa môn thì cậu sẽ bị cô lập. Tiểu Lâm tò mò về Hồng Di và lập tức bị Phương Hàn cảnh cáo. Có những chuyện cô không cần biết, toàn bộ các đệ tử tham gia thi đấu tập trung ở lôi đài của Sơn Hà Viện. Sa Nam trực tiếp dẫn Long Huyền và Nguyệt Nhi đến tranh tài. Trước khi thi đấu, Sa Nam nhắc nhở Nguyệt Nhi và Long Huyền cẩn thận nghiêm túc đối địch. Trước đó, Sa Nam đã cảm nhận được khí tức viên mãn phát ra từ người Phương Hàn. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, trưởng lão chủ trì xuất hiện phát biểu khai mạc và công bố phần thưởng. Đặc biệt, Phong Bạch Vũ trưởng giáo còn đích thân ra mặt động viên các đệ tử tham gia thi đấu hết mình. Chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, bất kể có tiến vào hạng 10 hay không cũng đều có giải thưởng tương ứng. Cuộc thi đấu Sơn Hà bảng bắt đầu, vòng loại tổng cộng có 16 lôi đài. Thi đấu theo thể thức 1 đấu 1, người thắng vào, kẻ bại lui. 16 người giành chiến thắng cuối cùng sẽ tiến vào tỷ thí Sơn Hà bảng. Rất nhanh danh tính 16 người mạnh nhất đã lộ diện. 16 lôi đài cũng được ghép vào làm một. Phương Hàn xuất chiến trận đầu tiên với đối thủ Ân Thế Hải. Nguyệt Nhi tiến lại động viên Phương Hàn cố gắng. Tiểu Lâm ở trên khán đài thì vẫn luôn nghĩ cách báo tin về tông môn. Ân Thế Hải vô cùng ngông cuồng, chưa bắt đầu mà hắn đã tuyên bố sẽ thay Hoa Thiên Đồ giáo huấn Phương Hàn. Thậm chí Ân Thế Hải còn liên tục giới thiệu về thanh kiếm của mình, làm Phương Hàn phải nóng mắt thúc giục. Rốt cuộc có đánh hay không? Sao mà nói nhảm lắm vậy? Ân Thiên Hải nổi giận xuất kiếm công kích, tuy nhiên toàn bộ các đòn đánh đều bị Phương Hàn hóa giải, cho dù cậu vẫn chưa rút kiếm. Để thay đổi cục diện, Ân Thiên Hải sử dụng pháp phù linh vụ trướng tạo nên một màn sương mù và ẩn nặc phù lần mình trong bóng tối. Thậm chí ẩn nặc phù còn có thể ẩn giấu cả phi kiếm. Về phía Phương Hàn, mới đầu cậu gặp chút rắc rối nhưng với thần pháp của mình, cậu vẫn có thể chiếm lĩnh cục diện. Thấy vậy, Ân Thiên Hải quyết định chơi lớn với át chủ bài thành liền là võng. Chỉ là đối mặt với thiên địa hạo khí của Phương Hàn thì các phi kiếm Ân Thiên Hải tung ra đều vô dụng. Từ đây, Phương Hàn bắt đầu phô diễn sức mạnh cùng các đòn quyền cước đầy uy lực, đánh bay Ân Thiên Hải khỏi lôi đài. Tại Thiên Đô phòng, hai đồng tử của Hoa Thiên Đồ nóng lòng muốn đi Sơn Hà Viện xem tranh tài Sơn Hà bảng, nhưng Hoa Thiên Đồ vẫn án bình bất động. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Đồ nhận được thư của Thái Nhất Đạo Môn. Trận đấu thứ hai là cuộc đụng độ giữa Nhĩ Thông và Hà Quật. Hà Quật bất ngờ xin được cùng với Hà Bích đấu đôi với huynh đệ Nhĩ Thông Mộc Minh. Bởi vì họ đều là những cặp huynh đệ tình như tay chân. Nhận thấy các đệ tử đồng lòng, trưởng lão chủ trì đặc chuẩn cho 4 người cùng lên lôi đài đọ sức. Vừa bắt đầu Hà Bích đã chọn Mộc Minh làm đối thủ, còn Hà Quật đối phó Nhĩ Thông. Nhĩ Thông mượn thân hình mập mạp mà xoay vòng phá vỡ cục diện đấu tay đôi. Tiếp theo cặp đôi Mộc Minh Nhĩ Thông chủ động vừa đánh vừa chạy, dẫn dụ Hà Bích Hà Quật vào huyễn cảnh giao đấu. Ở bên trong huyễn cảnh, Mộc Minh Nhĩ Thông trở nên vô cùng quỷ dị. Với sức mạnh tà ám của mình, Mộc Minh Nhĩ Thông giam cầm Hà Bích Hào Quật vào trong quan tài mà không thể thoát thân. Đặc biệt, bên trong còn có thi thủy không ngừng ăn mòn người bị giam cầm. Trong một nỗ lực vùng vẫy, Hà Bích thành công giải thoát cho Hào Quật. Thế trận từ đây bắt đầu đổi chiều khi Mộc Minh liên tục trúng đòn từ Hào Quật dẫn tới bất tỉnh. Hà Bích cũng thoát khỏi quan tài, sau đó Nhĩ Thông một đấu hai nên cũng bị đánh hạ. Huyễn cảnh bị phá vỡ, tưởng chừng Mộc Minh Nhĩ Thông sẽ thua cuộc, nhưng bất ngờ hai người lại bị ma khí nhập thể.
Điều này xuất phát từ hai thanh tật phong ma đao mà Phương Hàn đã ban tặng trước đó. Mộc Minh Nhĩ Thông mất khống chế đẩy tính mạng Hà Bích Hà Quật vào nguy hiểm, nên Thạch Long Tử phải đích thân xuống lôi đài giải cứu. Sau cùng Hà Bích Hà Quật chủ động nhận thua, trưởng lão chủ trì chấp nhận phần thắng thuộc về Mộc Minh Nhĩ Thông. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh cáo nếu bị ma bảo phản vệ lần nữa sẽ xử lý theo môn quy giới luật. Diệp Nam Thiên cũng tò mò về lai lịch ma đao nên Mộc Minh Nhĩ Thông phải nói dối, họ giết Bạch Mao Phi Cương mà tịch thu được. Biết Thanh Vi sẽ thi đấu lượt trận thứ 3, Phương Hàn ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Buổi tối, Tiểu Lâm đang ngồi tu luyện thì được đốm sáng màu đỏ dẫn ra ngoài. Tiểu Lâm luôn có một cảm giác quen thuộc giống như một phần của cô. Lúc sau đốm sáng dẫn Tiểu Lâm đến trước một tấm gương, đốm sáng tiến vào trong gương và hiện ra khuôn mặt của Hồng Di. Tiểu Lâm chạm tay vào gương thì trong đầu xuất hiện ký ức của đối phương. Cho rằng người trong gương giả thần giả quỷ, Tiểu Lâm đấm vỡ mặt gương để dối cô trở về thực tại. Có điều lúc xoay gương lại, Tiểu Lâm phát hiện mình thực sự rất giống với Hồng Di. Từ đây cô bắt đầu dùng thuật mị hoặc chi phối tâm trí Phương Hàn để tìm hiểu sự thật về Hồng Di. Chỉ là khoảnh khắc Hồng Di đã chết hiện lên cộng với ý chí kiên định nên Phương Hàn nhanh chóng thoát khỏi mị thuật. Nổi giận vì bị trêu đùa, Phương Hàn sử dụng uy áp cảnh cáo, đừng bao giờ tự ý manh động nữa. Đột nhiên, Phương Hàn phát hiện kiếm của Hồng Di vừa lóe lên một tia sáng. Diêm hiện ra chỉ điểm, thanh kiếm có phản ứng với Tiểu Lâm chứng tỏ cô tuyệt đối không đơn giản. Ở lượt trận tiếp theo, Diệp Nam Thiên có cuộc đấu với đối thủ đầy bí ẩn, Dạ Tái Tinh của Thạch Long Phong. Thanh Vi cổ vũ Diệp Nam Thiên và ngay lập tức bị Dạ Tái Tinh chú ý. Dạ Tái Tinh chủ động kích hoạt Bắc Ngao Châu cường hóa hai tay thành càng cua để tấn công. Diệp Nam Thiên đáp trả bằng việc sử dụng Bát Hoang Thần Kiếm. Thế trận diễn ra khá cân bằng cho đến khi Dạ Tái Tinh kích hoạt Mai Rùa gia tăng khả năng phòng ngự. Diệp Nam Thiên bình tĩnh dùng công pháp nhập môn Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền và thành công đánh ngã Dạ Tái Tinh. Dạ Tái Tinh phản công bằng việc phun mực vào người Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nổi giận lao lên cũng là lúc Dạ Tái Tinh khởi động các xúc tu bạch tuộc về khốn đối thủ. Diệp Nam Thiên một lần nữa hóa ra hiểm cảnh với Bát Hoang Thần Kiếm. Dạ Tái Tinh bị đánh ngã, chiếc mặt nạ rơi xuống để lộ khuôn mặt của Tiêu Thạch. Trước đó ở chiến trường Thiên Ma, Tiêu Thạch đã được Thạch Long Tử giải cứu. Hiện tại, Tiêu Thạch vẫn một lòng một dạ với Thanh Vi. Tiêu Thạch kích hoạt sức mạnh thực sự của Bác Ngao Châu tạo thành một con cá lớn. Bên phía đối diện, Diệp Nam Thiên thi triển Bát Hoang Thần Kiếm Bất Chu Trảm. Một trảm này của Diệp Nam Thiên mạnh đến mức chém đôi con cá. Còn Bát Hoang Thần Kiếm thì dừng ngay trước trán Tiêu Thạch. Thắng thua đã rõ, Thanh Vi chạy tới chúc mừng Diệp Nam Thiên trong sự bất lực của Tiêu Thạch. Ở một gian phòng nào đó, Đại Uy Đức Ma Vương muốn vùng vẫy thoát thân khỏi Đại Hoang Cổ Lồ, nhưng lập tức bị Hoa Thiên Đồ ngăn cản. Theo lời Hoa Thiên Đồ, luyện hóa không được Đại Uy Đức Ma Vương bởi vì đang thiếu Hoàng Tuyền Thủy. Vạn La nghi ngờ Hoàng Tuyền Đồ nằm trong tay Thanh Tuyết. Hoa Thiên Đồ lại rất bình tĩnh khi nhất cử nhất động trên dưới Vũ Hóa Môn đều trong khống chế của mình. Vấn đề quan trọng trước mắt là Tiên Ma đại chiến nên Hoa Thiên Đồ quyết định liên hợp với Thái Nhất Môn. Trong khi đó, Tiểu Lâm tiến vào giao phục Hoàng Tuyền Đồ thăm dò Diêm về Hồng Di. Diêm không muốn nói thì Tiểu Lâm nhắc đến địa Hoàng Thư cùng yêu cầu Diêm thả mình. Thêm một lần nữa Diêm từ chối, đổi lại ông chấp nhận hé lộ chuyện của Hồng Di khi truyền lại ký ức của cô cho Tiểu Lâm. Sự hy sinh của Hồng Di với Phương Hàn bất giác làm Tiểu Lâm rơi nước mắt. Giữ đúng lời hứa, Tiểu Lâm cho biết địa Hoàng Thư đang ở chỗ Tô Tù Y của Hoàng Tuyền Ma Tông. Tiểu Lâm sau đó ngồi đợi Phương Hàn trước cửa phòng. Trên đường đi Sơn Hà Viện, hai người bắt gặp Nguyệt Nhi. Hôm nay cũng là ngày Nguyệt Nhi thi đấu. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, các đệ tử bắt đầu tập trung trước lôi đài. Hồ Giao xuất hiện, cô mừng rỡ vẫy tay chào Nguyệt Nhi nhưng thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy Long Huyền. Trận tranh tài trước mắt cũng là cuộc đấu giữa Long Huyền và Hồ Giao. Trước đó, Hồ Giao vẫn luôn khổ luyện trong núi chỉ để đợi ngày hôm nay. Dứt câu, Hồ Giao lập tức dương cung tấn công Long Huyền. Hơn nữa, Hồ Giao còn tỏ ra gấp gáp, muốn thắng Long Huyền chỉ trong một chiều. Chỉ là công kích của cô lại luôn bị Long Huyền hóa giải. Hồ Giao cho biết, trong thư Long Huyền nói mình lộ mãng, không có triển vọng. Dẫu vậy Long Huyền lại không biết chuyện bản thân viết thư. Trận đấu tiếp tục trong sự phẫn nộ của Hồ Giao. Trong một khoảnh khắc tiếp cận, Long Huyền giải thích có thể có người đang châm ngòi ly gián, nhưng Hồ Giao vẫn không tin. Cô tấn công một cách điên cuồng và thành công đánh lui Long Huyền. Hai người không thể có chung tiếng nói nên họ buộc phải giải quyết bằng vũ lực.
Cả hai đồng thời tung một chiêu cực mạnh về phía đối thủ. Kết quả, Hồ Sao bị đóng băng tứ chi. Long Huyền cố gắng thuyết phục bức thư đó không rõ lai lịch và Hồ Sao cuối cùng đã chấp nhận nhượng bộ để tìm hiểu sự thật. Trong quãng thời gian nghỉ, Phương Hàn đưa Tiểu Lâm đến Ngọc Thiện Đường dùng bữa. Dọc đường Tiểu Lâm luôn có cảm giác đã từng quen nơi đây cho dù chưa từng tới. Đặc biệt, Tiểu Lâm còn nhìn thấy cảnh tượng Hồng Si dắt tay Phương Hàn đi vào gian phòng nơi mà họ từng ngồi ăn cơm. Thậm chí cả bồn hoa cô thấy cũng tồn tại. Bất ngờ Lâm Nhàm bước vào nhắc nhở Phương Hàn nên cẩn thận với Diệp Nam Thiên. Ngoài ra Lâm Nhàm cũng cho rằng bản thân chỉ bôi nhọ người ân thù rõ ràng mà Phương Hàn là người chí tình chí nghĩa, qua đó đáng để kết giao bằng hữu. Để bày tỏ lòng biết ơn, Phương Hàn chủ động mời Lâm Nham ở lại uống rượu. Buổi chiều là màn so tài giữa Nguyệt Nhi và Tà Linh Phong. Tà Linh Phong chủ động xuất chiêu nhưng nhanh chóng bị Nguyệt Nhi đánh rơi kiếm. Tiếp theo Tà Linh Phong mang ra một chiếc lá cây, đồng thời thi triển huyễn trận để Nguyệt Nhi vào huyễn cảnh. Chiếc lá vốn là kim tằm tang diệp, được Tà Linh Phong đặc biệt chuẩn bị cho trận đấu. Bên trong huyễn cảnh, Tà Linh Phong có thể sử dụng lá cây làm vũ khí. Sau một hồi tránh né, Nguyệt Nhi quay trở lại dùng tiếng đàn để ngăn cản công kích cũng như phản công ngược lại. Tà Linh Phong gian xảo tạo linh kén, ngoài khả năng chống chịu, linh kén còn có thể bộc phát áp lực từ gió, qua đó khiến Nguyệt Nhi bị đẩy lùi. Với quyết tâm không thể thua, Nguyệt Nhi mượn tiếng đàn mà liên tục đánh sóng âm vào trong đất. Tà Linh Phong nổi giận hất văng Nguyệt Nhi thêm lần nữa. Cùng lúc đó, sóng âm từ lòng đất đánh lên làm Tà Linh Phong bị đánh bại trong vòng bảo vệ của chính mình. Trận đấu tiếp theo Lâm Nhàn đối đầu Nguyên Kiếm Không. Trước khi bắt đầu, Lâm Nhàn đề nghị tặng Nguyên Kiếm Không một thanh kiếm, bù cho ngân xà kiếm đã mất. Nguyên Kiếm Không từ chối vì muốn đánh trước. Trận đấu bắt đầu, Nguyên Kiếm Không mang ra xích diệt kim ô, pháp bảo chấn phong của Bích Diễm Phong. Lâm Nhàn liên tục xuất thương tiến đánh, tuy nhiên, chưa đủ sức công phá lớp phòng ngự của xích diệt kim ô. Ở đợt công kích tiếp theo, Lâm Nhàn gia tăng sức mạnh và lần này anh đã thành công. Mất đi lớp phòng ngự, Nguyên Kiếm Không nhanh chóng rơi vào thế yếu. Chưa chấp nhận thua cuộc, Nguyên Kiếm Không mượn pháp bảo giải phóng một con hỏa điều. Lâm Nham bình tĩnh né tránh. Ngay khi có cơ hội, anh lập tức tung xà ảnh, hàm xà, một chiêu đánh hạ hỏa điều. Thất bại trong nhục nhã, Nguyên Kiếm Không được Lâm Nham nhắc nhở. Người vốn là kiếm tu, pháp bảo dù có huyền diệu cũng trái ngược với pháp thuật của người. Chứng kiến sức mạnh của Lâm Nham, lần lượt Diệp Nam Thiên và Già Lam cũng phải dè chừng. Kim Thạch Đài đang buồn chán khi một mình nằm trong ngục, thì Nguyên Kiếm Không ủ rũ đến trả lại xích diệp kim ô. Biết Nguyên Kiếm Không đã thất bại, Kim Thạch Đài nổi giận mắng chửi đối phương là phế vật. Nguyên Kiếm Không lập tức chống đối làm Kim Thạch Đài càng thêm sôi máu mà cảnh cáo sẽ gọi phụ thân trừng trị. Buổi tối, Phương Hàn được Nhĩ Thông truyền báo, Diệp Nam Thiên vừa lên Vạn La Phong mượn La Sinh Môn từ Vạn La. La Sinh Môn là bảo khí có uy lực cực kỳ lớn, những người từng thấy năng lực của pháp bảo đều đã bỏ mạng. Top 8 thi đấu Sơn Hà Bảng đã lộ diện. Trận đầu tiên Phương Hàn bất ngờ đụng độ Nhĩ Thông. Ngay khi có thông báo bắt đầu, Nhĩ Thông khởi động vô cùng mạnh mẽ nhưng đến khi tiến đánh thì lại giả vờ vấp chân ngã mà nhận thua. Hành động trên bắt đầu làm Diệp Nam Thiên nghi ngờ. Trận thứ hai cũng là cuộc đối đầu giữa Diệp Nam Thiên và Mộc Minh. Đứng trước sự tra hỏi của Diệp Nam Thiên, Mộc Minh dùng việc tấn công để đánh lạc hướng. Chỉ là chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn nên Mộc Minh nhanh chóng bại trận. Nhận thấy Diệp Nam Thiên vẫn chưa buông tha nên Mộc Minh chủ động xin thua. Trận đấu kết thúc thì Nhĩ Thông, Mộc Minh lập tức chuyển sang chỗ Phương Hàn. Điều này càng làm Diệp Nam Thiên ghi hận với Phương Hàn. Trước biểu hiện của Nhĩ Thông và Mộc Minh, Phương Hàn khẳng định tương lai sẽ không bạc đãi hai người. Thanh Vi xuất trận tiếp theo và đối thủ của cô là Long Huyền, người đứng đầu Sơn Hà Bảng 3 năm liền. Dẫu vậy, Thanh Vi vẫn tự tin với roi thần trên tay. Thanh Vi gọi Phương Hàn là Mã Nô trước mặt Long Huyền và lập tức bị cô phản bác. Không đến mấy năm nữa, Phương Hàn sẽ độc chiếm vị trí đứng đầu Sơn Hà Bảng. Ngoài ra, Long Huyền còn chỉ trích Thanh Vi lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp và tuyên bố sẽ thay sư tỷ Thanh Tuyết dạy dỗ. Thanh Vi bất mãn vung roi về phía Long Huyền và tất cả đều bị Long Huyền né tránh. Lúc sau Long Huyền đã khống chế được cây roi, đồng thời tung một chưởng vào giữa mặt Thanh Vi cùng với lời nhắc nhở. Dựa vào pháp bảo cũng không thể thay thế sự chuyên cần khổ luyện. Trong tu hành không có đường tắt. Thanh Vi cố chấp đòi xin lỗi và lần này Long Huyền sử dụng sức mạnh tuyệt đối để săn mặt.
Trận cuối cùng trong ngày là cuộc đấu giữa Lâm Nhan và Nguyệt Nhi. Sau cùng Lâm Nhan giành chiến thắng, buổi tối Phương Hàn nhìn ngắm thanh kiếm của Hồng Di mà tự nhủ. Nghịch thiên cải mệnh giúp cầu sống lại đang gần thêm một bước. Tiểu Lâm đẩy cửa đi vào thăm dò nguyên do Phương Hàn thu nhận mình làm thị nữ. Phương Hàn cho biết hẹn ước sinh tử với Hoa Thiên Đồ, Phương Hàn cần nhân thủ và Tiểu Lâm chính là thủ hạ đầu tiên cậu thu phục. Sau cùng, Phương Hàn hứa 10 năm sau, dù thắng hay thua đều sẽ trả tự do cho Tiểu Lâm. Ngay khi Tiểu Lâm rời đi, thanh kiếm của Hồng Di thêm một lần nữa tự phát sáng. Top 4 Sơn Hà bảng lộ diện, trận đầu tiên Long Huyền đấu Lâm Nhàm. Hai bên chủ động thăm dò lẫn nhau. Thực lực của Long Huyền đã đạt tới cực hạn nhục thân cảnh. Đổi lại, Lâm Nhàm cũng có thực lực tăng mạnh. Sau nhiều lần trao đổi chiêu thức, Long Huyền chiếm thế thượng phong nhưng luôn gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ Lâm Nhàm. Ở trên khán đài, Xà Lam và Linh Tiêu cùng nhận định phần thắng sẽ thuộc về Long Huyền. Lâm Nhàm do mới tiến vào nhục thân thập trọng tinh thần biến nên uy lực trong các chiêu thức chưa đủ mạnh. Nhận ra vấn đề, Lâm Nhàm tập hợp đất đá vào trong một quả cầu sức mạnh. Long Huyền bình tĩnh phóng xuất một con rồng băng. Sức mạnh từ rồng băng trong một chiều đã đánh tan quả cầu, làm Lâm Nhàm thua tâm phục khẩu phục. Trận bán kết 2 diễn ra ngay sau đó giữa Phương Hàn và Diệp Nam Thiên. Biết Xà Lam coi trọng Phương Hàn, Linh Tiêu đề nghị đánh cược. Linh Tiêu chọn Diệp Nam Thiên thắng và sẵn sàng đặt cược Thiên Mộc Thần Châm. Đổi lại, nếu thua, Xà Nam phải mất vòng tay Ngân Hà Thủ Liên. Bên dưới võ đài, Diệp Nam Thiên tự tin nhường Phương Hàn 3 chiêu như một cách thị uy sức mạnh. Trận đấu bắt đầu, Phương Hàn phóng xuất âm sát ma đao tấn công. Chưa đến 3 chiêu, Diệp Nam Thiên chút nữa đã bị Phương Hàn đánh khỏi võ đài nếu phản ứng chậm. Ngoài ra, Diệp Nam Thiên cũng phải mượn Bát Hoang Thần Kiếm để thoát khỏi hiểm cảnh. Diệp Nam Thiên tỏ ra bất phục khi cho rằng Phương Hàn sử dụng pháp bảo ma đạo. Mượn cớ đó mà Diệp Nam Thiên đòi dạy dỗ Phương Hàn thay Hoa Thiên Đồ. Phương Hàn cũng không thua kém, cậu liên tục dồn ép Hoa Thiên Đồ một cách nghẹt thở. Trên khán đài, Tiểu Lâm vừa có ý định chạy trốn thì ngay lập tức bị Diêm cảnh cáo. Nhận thấy Diêm vẫn luôn giám thị, Tiểu Lâm tìm cơ hội và cô phát hiện mỗi khi đại năng trường sinh bí cảnh xuất hiện thì Diêm đều phải tạm lánh. Quay về trận chiến, Diệp Nam Thiên thi triển Bát Hoang Thần Kiếm bất chu trảm hóa dẻo vũ khí, ép Phương Hàn vào thế né tránh. Lúc sau Phương Hàn tận dụng sơ hở mà nắm lấy thần kiếm trước khi quật ngã Diệp Nam Thiên. Bị dồn vào thế chân tường, Diệp Nam Thiên khai mở át chủ bài mang tên La Sinh Môn. Với La Sinh Quỷ Thủ, La Sinh Môn tạo ra 4 cánh tay khống chế Phương Hàn nhằm đưa cậu vào thế giới bên trong. Đứng trước nguy cơ thần hình câu diệt, nhưng Phương Hàn vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu từ từ cởi bỏ lớp ngụy trang thần thông bí cảnh khiến Diệp Nam Thiên và những người theo dõi phải kinh hãi. Linh Tiêu vẫn có đôi phần tự tin khi cho rằng với La Sinh Môn thì Diệp Nam Thiên vẫn có sức đánh một trận. Hơn nữa, Phương Hàn cũng chỉ vừa tiến vào thần thông bí cảnh. Lúc này, Diệp Nam Thiên thiêu đốt tình huyết để thi triển La Sinh Huyễn Cảnh. Tại đây, Diệp Nam Thiên tạo một con rối khổng lồ được khóa từ ác niệm của Phương Hàn. Con rối có thể hình cũng như sức mạnh vượt trội. Phương Hàn dù đã gây nên vô số vết thương cho đối phương, nhưng nó rất nhanh đã hồi phục lại. Xác định phải bắt kẻ đầu sỏi trước, Phương Hàn tìm mọi cách khống chế con rối, đồng thời chuyển hướng sang Diệp Nam Thiên. Chênh lệch về thực lực quá nhiều nên Diệp Nam Thiên nhanh chóng bị đánh bại, con rối cũng vì thế mà tan biến. Diệp Nam Thiên cố chấp không chịu nhận thua. Phương Hàn tung trưởng quyết định thì bị Phản Lang ngăn cản. Có kẻ chống lưng nên Diệp Nam Thiên được đà càng thêm ngông cuồng trước khi được Phản La đưa đi. Thành Vi thì bất mãn tột độ khi Phương Hàn một bước lên trời. Linh Tiêu thua cược nên cũng phải chuyển sau Thiên Mộc Thần Châm cho Xà Lam.